cầu cơ gọi hồn là mời ma quỷ đến. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu cầu cơ là gì. Cầu cơ là tấm bảng gọi hồn cổ xưa. Bản cầu cơ là một bản gỗ có in các chữ cái trong bảng alphabet và hai đáp án có hoặc không. Cùng với đó là một tấm gỗ hình trái tim nhỏ gọi là cơ. Cơ có lỗ nhỏ để người sử dụng đặt ngón tay vào trong đó. Bảng cầu cơ thường được trang trí với một loạt các biểu tượng bao gồm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Tất nhiên, ở các quốc gia không sử dụng chữ Latin, bảng cầu cơ sẽ in hình các chữ cái và chữ viết riêng của họ. Mảnh gỗ hình trái tim có thể dễ dàng trượt trên tấm bảng cầu cơ khi người chơi đặt tay lên nó. Nhiều người tin rằng các linh hồn điều khiển mảnh gỗ di chuyển từ chữ cái này đến chữ cái khác, cuối cùng tạo ra một lời nhắn hay câu trả lời cho câu hỏi của người chơi. Mặc dù những người chơi đều khẳng định họ không hề dùng tay di chuyển trên mảnh gỗ. Một số người nói bảng cầu cơ có từ thời Hy Lạp cổ đại, nhưng thực tế nó xuất hiện cách đây không lâu. Elizabeth Bond sáng chế ra trò chơi này vào đầu những năm 1890. Sau đó, ông bán lại bảng sáng chế cho doanh nhân William Fulton, người đã có công sản xuất và tiếp thị bảng cầu cơ ra khắp thế giới. Cuối cùng, hãng sản xuất đồ chơi Parker Porter mua bảng sáng chế vào năm 1966. Khi bảng cầu cơ mới ra đời, người ta chỉ xem nó là một trò tiêu khiển thú vị và không liên quan đến những điều huyền bí. Nhà nghiên cứu Eric Ellison viết trong cuốn Bách khoa toàn thư văn hóa dân gian Mỹ. Mọi chuyện dần thay đổi khi Pierre Courant, người có nhiều đóng góp trong việc làm hồi sinh thuyết duy linh trong Thế chiến thứ nhất, bắt đầu giới thiệu bảng cầu cơ như một công cụ để tiên đoán tương lai, tìm kiếm đồ vật bị mất, xin lời khuyên hàng ngày và liên lạc với các linh hồn. Chẳng mấy chốc, hàng nghìn người Mỹ sử dụng bảng cầu cơ để hỏi xem những người thân yêu của họ đang chiến đấu ở châu Âu còn sống hay đã chết trên chiến trường. Có hai cách phổ biến sử dụng cầu cơ. Với những người coi nó như một món đồ chơi thông thường, khi chơi, một nhóm chơi đặt tay họ lên cơ và đọc to câu hỏi. Đáp án chỉ có hoặc không. Đôi khi, bạn đang chết di chuyển tới đáp án đúng của câu hỏi, dù những người này đặt tay lên nó khẳng định rằng họ không hề dùng tay để di chuyển miếng gỗ. Những người tham gia chiêu hồn lại sử dụng cầu cơ theo một cách khác. Đặt một ngón tay lên cờ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí, họ đánh vần các chữ cái mà cơ vô thức chỉ đạo đến thành câu và các cụm từ có ý nghĩa. Người ta cho rằng, hành động như thế là do các linh hồn điều khiển, giao tiếp và gửi thông điệp tới chúng ta. Nhà văn người Anh Chesterton đã sử dụng một bàn cầu cơ khoảng năm 1893. Ông đã trải qua một cuộc khủng hoảng bởi chủ nghĩa hoài nghi và bị trầm cảm. Trong thời gian này, Chesterton đã thử nghiệm với cầu cơ và ông rất thích thú với sự huyền bí của nó. Nhà thơ James Merrill cũng sử dụng cầu cơ trong nhiều năm, và thậm chí ông còn mở lối vào để khuyến khích các linh hồn vào cơ thể mình. Ông đã viết bài thơ The Chandelier at Sodover với sự giúp đỡ của bàn cầu cơ. Trước khi qua đời, ông đã khuyến cáo mọi người không nên sử dụng bàn cầu cơ. Ban nhạc The Mark Volta đã sáng tác album Bedlam in Goliath dựa trên những trải nghiệm của chính họ với trò cầu cơ. Theo những câu chuyện của họ, được viết lại bởi tiểu thuyết gia Jeremy Robert Johnson, thì Oman Rodinger Loper đã mua một bàn cầu cơ khi đi du lịch ở Jerusalem. Thoạt đầu, cái bàn này đã đưa ra một câu chuyện mà sau này trở thành chủ đề của album nhạc. Những sự kiện kỳ lạ được cho là liên quan đến hoạt động này xảy ra suốt quá trình thu âm cho album. Phòng thu bị ngập, một trong những kỹ sư chính cho album bị suy sụp vì căng thẳng. Các thiết bị trục trặc và Craig Bickler Zavala bị chấn thương ở chân. Vì những vụ xui xẻo này mà cả nhóm nhạc quyết định chôn đi cái bàn cầu cơ. Và cuối cùng là câu chuyện của bà June Kedin kể lại cảm nghiệm của cha Ray khi đi hành hương ở Mẹ Du. Câu chuyện như sau. Cha Ray kể một cảm nghiệm mà cha có khi cha đi hành hương ở Mẹ Du vào một tháng năm nọ. Cha gặp được một vị linh mục người Ý thuộc Benjamin. Cả hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng đều có thể hiểu nhau một cách hoàn hảo. Vị linh mục Benjamin hỏi xem cha Ray có phải là nhà trừ quỷ không.
vì cha Ray có đeo một cây thánh giá trừ quỷ của thánh Benedicto. Cha Ray trả lời là ngài không phải là linh mục trừ quỷ. Thế là vị linh mục ấy trao cho cha Ray một chàng hạt Benedicto. Trong chuỗi này có các bề đay của thánh Benedicto làm thành từng hạt. Sau khi cha Ray hôn chàng hạt và trả lại cho vị linh mục kia, thì ngài ấy nói rằng: Xin cha chữ lấy, vì cha sẽ làm việc trừ quỷ. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã nói rằng sẽ có nhiều sự dữ, vì thế Đức Giáo Hoàng gửi chúng ta ra đi để trừ quỷ và ngài sẽ làm việc này. Cha Ray biết rằng ngài cần phải xin phép Đức Giám Mục để làm việc trừ quỷ. Ngài hỏi một vị linh mục về việc ấy, vị linh mục kia trả lời ngài: Cha cần tự hỏi mình xem, liệu Chúa Giê-xu làm gì nếu có một nhu cầu? Cha có đáp ứng nhu cầu hay không? Cha Ray nói rằng ngài sẽ cầu nguyện để có câu trả lời. Hai ngày sau đó, thánh lễ được rời vào một tòa nhà màu vàng ở sau nhà thờ Thánh Dìm, nhưng cha Ray không được biết. Vì thế ngài vào nhà thờ như thường lệ. Tuy nhiên, ở đó không có ai, mà thường thì có khoảng chừng 50 hay 60 linh mục ở trong thánh lễ. Khi ngài mặc áo lễ, thì bỗng dưng cánh cửa mở ra và có ba người trẻ bước vào. Thực sự thì họ bị ném vào trong phòng thánh. Một trong ba người ấy là một cô gái nhỏ. Cô bị ném vào và nằm sấp mặt xuống đất. Họ là người Đức Ý, người con gái nói với cha: Cha ơi, xin giúp đỡ con. Cha tưởng người con gái ấy bị đau nên cha đã chỉ tay vào phòng vệ sinh. Cô ta nói tiếp: Thưa cha không, xin giúp con. Cha đi tới và nhấc đầu cô ta lên để xem có sự gì lạ không. Cha giật mình khi thấy cô ta không có đôi mắt, mọi sự đều là màu đen, cha kể. Cô ta bắt đầu la hét, tiếng hét nghe rất đáng sợ. Thế rồi cô ta đẩy cha, làm cho cha té nhào và bay lui ra. Cha liền vứt cái gậy của cha xuống đất. Cha đặt tay lên đầu của cô gái và nói: Nhân danh Chúa Giê-xu Kitô, ta truyền cho ngươi là kẻ dữ, ngươi phải xuất ra khỏi cái này, không được nhập vào ai khác nữa. Hãy đến tòa Chúa để ngài phán xét ngươi. Một lần nữa, cô gái tự ném mình xuống đất và la hét vào tiếng. Cha kể rằng tiếng hét ghê gớm y như tiếng của một con heo đang bị người ta giết làm thịt. Đó là tiếng mà cha đã chứng kiến khi ở trong một nông trại lúc ngài còn rất trẻ. Tiếng hét này còn kinh khủng gấp 1 triệu lần hơn tiếng hét của ma quỷ. Cha kể rằng cô gái chỉ cân nặng khoảng 70 pound, nhưng cô đã ném cha bay lên cao. Khi ấy có một vị nữ tu bước vào cung thánh, cha lập tức ra hiệu cho sự ấy cầu nguyện ngài. Rồi cha cứ tiếp tục cầu nguyện bằng lời cậu ấy, nhưng cô gái cứ mạnh hơn, nhưng cha vẫn cầu nguyện sốt sắng. Ngài cảm thấy lòng mình mạnh mẽ hơn. Thế rồi ngài nhớ rằng mình có chàng hạt thánh Benedicto. Ngài bèn đem chàng hạt ra và đặt trên người cô gái. Cha kể tiếp: Cô ta hét to dường như là tôi đã dẩy axit lên trên cô ấy. Rồi cha lại cầu nguyện nhiều lần. Lần này cha thêm câu: Nhân danh Đức Mẹ Maria. Cha thấy cô gái yếu đi, rồi cô ta lẻ lưỡi rít lên như một con rắn. Cô ta bò và trườn rồi lè lưỡi ra giống con rắn. Cha cầu nguyện với tất cả sức lực, còn cô gái thì cố gắng ném cha té xuống đất. Nhưng cuối cùng thì cô ấy yếu dần. Cha bảo hai người trẻ kia hãy cùng cầu nguyện thật nhiều. Lúc đó có một linh mục người Ý nhỏ nhắn bước vào cung thánh. Cha dạy xin ngài cùng cầu nguyện. Vị linh mục ấy cầu nguyện bằng tiếng Ý. Cô gái yếu dần đi, cuối cùng cô ta nằm im như sắp chết. Cha Ray liền ra dấu cho hai người trẻ kia, một người con trai chừng 18 tuổi và người con gái chừng 17 tuổi để họ giúp cha. Người con gái bị quỷ nhập thì đặt đầu của cô ta trên vai của cha và bắt đầu khóc. Cha nhìn cô thì nhận ra cô là một thiếu nữ rất đẹp với đôi mắt to màu nâu. Cha an ủi cô rằng: Ổn rồi con ơi, nó xuất ra rồi, nó sẽ không bao giờ trở lại đâu. Lúc đó, vị linh mục người Ý đã đi rồi, chỉ còn lại có mấy người thôi. Cha Ray hỏi họ là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Các em nói rằng họ đến dự cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Mizana tại vùng cây thánh giá xanh. Đúng lúc đó thì mọi sự thình lặng. Họ nghe tiếng chó sủa, rồi bỗng dưng cô gái này bắt đầu lại hét. Họ nhìn vào đôi mắt của cô gái thì họ sợ quá nên họ quyết định đưa cô ấy vào nhà thờ.
Họ kể rằng họ đi vài bước trong đám người đông đảo kia, và điều mà họ biết là họ đã vào trong cung thánh. Cha Ray hỏi xem liệu họ có xưng tội chưa. Hai người lớn nói rằng họ đã xưng tội, nhưng người con gái nhỏ cỡ 14-15 tuổi thì chưa xưng tội. Cha hỏi xem cô gái nhỏ này đã làm gì xúc phạm đến Chúa. Thì cô ta nói rằng, mấy ngày trước đây, cô và các bạn của cô đã chơi cầu cơ và gọi hồn người chết về. Khi Cha Ray về quê, Ngài kể lại cảm nghiệm của Ngài cho vị giám mục nghe. Đức giám mục bèn cho Ngài các phương tiện và quyền hành trừ quỷ để phụ giúp nhà trừ quỷ của giáo phận. Kể từ đó, Cha Ray làm việc trừ quỷ. Ngài cảnh báo mọi người đừng bao giờ chơi trò cầu cơ, gọi hồn, bói toán hay chơi bài tarot, vì đó là những dụng cụ của ma quỷ, đó là mở cửa cho ma quỷ vào. Ngài còn nói rằng, ma quỷ ngày nay thường có khuynh hướng làm hại những người trẻ.